Đêm nay, ngày 31 tháng 12, lễ hội chào đón năm mới 2023 sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho sự kiện một năm mới có một lần này cuối cùng cũng đã hoàn tất. Đây là năm đầu tiên sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết hạn chế để phòng chống đại dịch Covid-19, gạt đi những muộn phiền của năm cũ, thế giới đang chuẩn bị chào đón năm mới với thật nhiều kỳ vọng. Tại Australia, sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, người dân sẽ được đón nhận một đêm giao thừa với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn ở cảng Sydney. Trong suốt tuần qua, các chuyên gia làm việc tại công ty Forty Fireworks, đơn vị đảm nhiệm tổ chức chương trình bán pháo hoa, đã làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc ánh sáng đã trở thành biểu tượng của xứ sở chuột túi. Theo các nhà tổ chức, trong đêm ngày 31 tháng 12, trong vòng 8 phút sẽ có 8 tấn pháo hoa được bán liên tục để mừng năm mới. Sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19, người dân thành phố Rio de Janeiro Brazil cũng sẽ quay trở lại đón năm mới với những vũ điệu xa ba truyền thống bên những ly sam banh và thưởng thức những màn pháo hoa rộn ràng tại bờ biển cầu Oacabana. Còn tại Mỹ, với trung tâm của các sự kiện chào đón năm mới là ở quảng trường thời đại, thành phố New York, những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho hoạt động chào đón năm mới cũng đã dần hoàn tất. Quả cầu pha lê với 32.000 bóng đèn LED hôm qua cũng đã được treo lên cao và cho chạy thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng cho đêm ngày 31 tháng 12. Ông Jeffrey Chow, thành viên đơn vị tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón năm mới nói, chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi đã sẵn sàng cho hàng trăm nghìn người sẽ có mặt ở đây vào tối mai, và hơn một tỷ người trên khắp thế giới sẽ theo dõi thời điểm quả bóng được thử nghiệm, sẵn sàng hoạt động, và vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ cùng đếm ngược với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, giới chức Nhật Bản sẽ thắt chặt một số quy định để giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người tại thủ đô Tokyo. Sự kiện đếm ngược vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở nhà ga Shibuya sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nghi lễ rung chuông tại các đền thờ vẫn sẽ được tổ chức. Trong đêm giao thừa năm nay, các nhà thờ sẽ đồng loạt rung chuông 108 lần để tượng trưng cho việc tẩy sạch 108 ham muốn, lo lắng và một khởi đầu mới cho năm mới. Còn tại Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định tổ chức lễ đánh chuông và lễ hội chào năm mới 2023 quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 100.000 người vào đêm ngày 31 tháng 12 tới. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc nối lại hoạt động đông người này sau 3 năm đình chỉ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho sự kiện, chính quyền thành phố Seoul đã huy động tối đa lực lượng cùng khoảng 1.000 nhân viên an ninh, hệ thống phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 để hỗ trợ người dân di chuyển. Dù đang trong thời kỳ xung đột nhưng nhiều người dân Ukraine vẫn cố gắng để chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy nhất có thể. Hôm qua, rất nhiều tình nguyện viên tại thủ đô Kiev đã cùng nhau chuẩn bị món salad truyền thống để gửi tới các binh sĩ, một tình nguyện viên nói. Có rất nhiều việc phải làm để đón năm mới nhưng chúng tôi rất vui với những hoạt động tập thể như thế này, mọi người đều có trách nhiệm và làm những việc có ý nghĩa hơn, mọi việc đã được chuẩn bị thật tốt, chúng tôi sẽ chuyển số salad này cho các binh sĩ, mong một năm mới bình an sẽ đến với mọi người. Có thể thấy, thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, với thiên tai, dịch bệnh, thiếu hụt năng lượng, lương thực, Tuy nhiên, gạt đi những muộn phiền của năm cũ, thế giới đang chuẩn bị chào đón năm mới với thật nhiều nhiều kỳ vọng. Điều này cũng đã được chính Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp chào đón năm mới, với lời kêu gọi các nước cùng nỗ lực để năm 2023 trở thành năm hòa bình được khôi phục cho mọi người, mọi nhà và cho thế giới, ông Guterres nói. Mỗi năm mới là một khoảnh khắc của sự tái sinh, chúng ta quét sạch đống cho tàn của năm cũ và chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng hơn, vào năm 2023. Chúng ta cần hòa bình hơn bao giờ hết, hòa bình với nhau, thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột. Hòa bình với thiên nhiên và khí hậu của chúng ta để xây dựng một thế giới bền vững hơn, bình yên trong mỗi căn nhà, để phụ nữ và trẻ em gái có thể sống trong phẩm giá và sự an toàn, hòa bình trên đường phố và trong cộng đồng của chúng ta, với sự bảo vệ đầy đủ của tất cả các quyền con người. Hòa bình ở những nơi thờ cúng của chúng ta, với sự tôn trọng tín ngưỡng của nhau vào năm 2023. Chúng ta hãy đạt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Cùng nhau, hãy biến năm 2023 thành một năm khi hòa bình được khôi phục lại cuộc sống, ngôi nhà và thế giới của chúng ta.